Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành học bài 27, điều chế oxy phản ứng phân hủy. Đối với bài này chúng ta sẽ có 3 nội dung chính. Chúng ta sẽ tiến hành điều nội dung thứ nhất, đó là điều chế oxy trong phòng thí nghiệm. Để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm thì chúng ta sẽ đi từ cái nguyên liệu có chứa oxy và dễ phân hủy. Nguyên liệu thứ nhất là KCl3, tên gọi là kali clorat. Nguyên liệu thứ hai là K-4, tên gọi là kali permanganat. Thì từ nguyên liệu này chúng ta có thể thực hiện điều chế khí oxy bằng phương pháp là cho phân hủy các chất đó. Thì khi phân hủy thì các công trình phản ứng hóa học sẽ được xảy ra như sau. Đối với KCl3, sau khi phân hủy sẽ cho được là KCl và O2. Phương trình này chúng ta tiến hành cân bằng. Vị trí cân bằng chúng ta sẽ bắt đầu cân bằng từ vị trí oxy ở chất tham gia. Chúng ta cân bằng bằng O2 thì chúng ta được 6 oxy chất tham gia. Và sản phẩm chúng ta đã có 2 oxy thì chúng ta cân bằng và chúng ta được 6 oxy. Tương tự như vậy, chúng ta có 2 kali, 2 clo. Thì sản phẩm chúng ta cân 2 vào đây, chúng ta cũng được 2 kali và 2 clo. Công trình thứ hai đó là K mở nổ 4 phân hủy sẽ sinh ra K2 mở nổ 4, M nổ 2 và O2. Chúng ta cũng tiến hành cân bằng tương tự và chúng ta cân vào 2 ở vị trí này thì công trình sẽ được làm. Sau khi công trình đã thực hiện xong thì chúng ta sẽ thấy khí oxy được sinh ra. Người ta sẽ tiến hành phân loại khí oxy này. Cách phân khí oxy có hai cách phân. Cách thứ nhất là phân bằng cách đẩy không khí. Và cách thứ hai là chúng ta sẽ thấy người ta có thể phân bằng cách đẩy nước. Nội dung thứ hai trong bài này đó là điều chế oxy trong công nghiệp. Thì ở cái nội dung này các em sẽ về xem lại trong sách giáo khoa để hiểu rõ hơn quá trình điều chế khí oxy trong công nghiệp. Nội dung thứ ba, phản ứng phân hủy. Phản ứng phân hủy là một phản ứng như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải khẳng định phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học. Trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Cô lấy ví dụ một cái phản ứng như thế này. CaCO3 phân hủy sinh ra CaO và CO2. Đây là một phản ứng hóa học. Trong đó một chất sau khi được phân hủy sẽ sinh ra hai chất mới. Tương tự như vậy, em sẽ so sánh với cô hai phản ứng ở trên này có được xếp vào phản ứng phân hủy hay không. Đối với phản ứng thứ nhất, một chất KCl3 sau khi phân hủy sinh ra hai chất KClO2. Phản ứng thứ hai, một chất K-4 sau khi phân hủy sinh ra ba chất K2-4, M-2 và O2. Vậy cả hai phản ứng này đều đáp ứng được cái định nghĩa của phản ứng phân hủy, nên chúng ta xếp hai phản ứng này vào phản ứng phân hủy. Rồi chúng ta kết thúc bài 27 ở đây. Xin chào các em, chúng ta tiếp tục với bài 28 là bài không khí sự cháy. Trong bài 28 này chúng ta sẽ có hai phần chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thành phần của không khí, và thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sự cháy. Đối với thành phần của không khí thì bằng nhiều thí nghiệm thực tế và tranh ảnh trong phần sách giáo khoa chúng ta có thể tham khảo thêm, thì chúng ta sẽ thấy rằng người ta rút ra được một kết luận như sau. Đối với không khí thì không khí là một cái hỗn hợp có nhiều chất khí, trong đó thành phần chia theo tỷ lệ thể tích như sau: 78% khí niton, 21% khí oxy và 1% là các khí khác. Các khí khác ở đây là các khí nào? Ví dụ như khí CO2, khí O2, vân vân. Hai đơn bản thì chúng ta tiến hành qua tìm hiểu về cái sự cháy. Sự cháy ở đây nó có chia ra hai quá trình. Quá trình thứ nhất người ta được khái niệm là sự cháy. Quá trình thứ hai người ta được khái niệm là sự oxy hóa chậm. Vậy thế nào là sự cháy? Sự cháy là sự oxy hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. Ví dụ như trong thực tế chúng ta tìm hiểu xem cái quá trình nào vừa tỏa nhiệt và phát sáng thì quá trình đó sẽ được xếp vào sự cháy. Cô ví dụ như da cháy, củi cháy thì hai cái quá trình đó đều có sự tỏa nhiệt và phát sáng. Còn sự oxy hóa chậm, sự oxy hóa chậm có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. Cái này thì chúng ta sẽ tìm hiểu bằng cái quá trình nào. Ví dụ như sắt bị bị sáng, dao bị bị sáng, kéo bị bị sáng. Thì cái quá trình bị xét đó là cái quá trình có xảy ra sự oxy hóa nhưng chúng ta sẽ không thấy nó phát sáng. Bây giờ chúng ta sang phần 3. Điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt một sự cháy.
thì điều kiện thứ nhất để phát sinh sự cháy phải đáp ứng đủ cả hai điều kiện như sau: chất phải nóng đến nhiệt độ cháy. Điều kiện thứ hai, phải có đủ khí oxy cho sự cháy. Bây giờ sau khi sự cháy đã xảy ra, chúng ta muốn dập tắt một cái sự cháy thì chúng ta thực hiện như thế nào? Đối với phương pháp thực hiện kèm thì cần chọn một trong hai phương pháp sau đây. Thứ nhất, hạ nhiệt độ của các cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. Hạ nhiệt độ các cháy xuống dưới nhiệt độ cháy là như thế nào? Ví dụ như chúng ta đang đốt củi đang cháy. Để hạ nhiệt độ thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể tưới con nước lên để hạ nhiệt độ xuống. Rồi, phương pháp thứ hai, cắt ly các cháy với khí oxy. Thì phương pháp này được thực hiện như thế nào? Ví dụ ở nhà chúng ta thấy là một cái đèn dầu đang cháy. Nếu chúng ta có thể làm tắt được cái sự cháy đó thì lúc nào chúng ta lấy những cái thuốc chúng ta trùm lên để cắt ly cái khí oxy, thì lúc đó cái chúng ta sẽ thấy rằng là sự cháy này nó sẽ được dập tắt. Là chúng ta kết thúc bài 28 ở đây.